Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài đầu tiên của toán lớp 4, chương 1, số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng. Bài thứ nhất là ôn tập các số đến 100.000, trang 3. Bài 1, viết số thích hợp dưới mũi vạch của tia số. Ta thấy đây là 0, 10.000, rồi đến 30.000. Như vậy ta thấy ở đây chính là 20.000. Tiếp theo 30.000 rồi đến 40.000, 50.000, 60.000. Vậy đây chính là các số. Hàng chục nghìn, đấy, đúng không? Ý B, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 36.000, 37.000. Như vậy tiếp theo sẽ là 38.000. Rồi đến này là 39.000. Tiếp theo chỗ này là 40.000. 41.000, tiếp theo nữa là 42.000. Bài 2, viết theo mẫu. Viết số. Số tay mẫu đây. Số 42571 đúng không? Viết như này. Ta thấy là số này gồm có 4 hàng nghìn, hàng chục nghìn. Ta tính, ta không biết là cái hàng lớn nhất là hàng nào thì ta sẽ đếm ngược lại từ hàng đơn vị nhá. Đơn vị chục trăm đúng không? Đơn vị chục trăm nghìn, chục nghìn. Đấy. Như vậy ta sẽ thấy là hàng chục nghìn là 4, hàng nghìn là 2, đến hàng trăm là 5, đúng không? Hàng chục là 7, hàng đơn vị là 1. Đấy, thấy không? Đấy. Đây, đơn vị là 1, chục là 7, trăm là 5, nghìn là 2, chục nghìn là 4. Ta đọc là 42.517. Tiếp theo số 63.850. 63.000. Đọc là 63.000 thì ta thấy là 63 đúng không? Đấy, 63.000. Đấy là hàng nghìn nhá. Hàng nghìn và chục nghìn nhá. 850. À, hàng trăm là 8 và 50 đúng không? Đấy. 63.850. Vậy hàng chục nghìn sẽ là 6. Hàng nghìn là 3. Hàng trăm là 8. Hàng chục là 5. Không là hàng đơn vị. Được chưa? Tiếp số này, ta thấy hàng đây là hàng chục nghìn là 9, hàng nghìn là 1, trăm là 9, chục là 0, đơn vị là 7. Đọc là 91.907. Đây, hàng chục nghìn là 1, hàng nghìn là 6, 2 là hàng trăm, hàng chục là 1, 2 đây là hàng đơn vị. Đấy, đọc là 16.212. Tiếp theo số 8.105. 8.000, vậy ta thấy là hàng chục nghìn không có đúng không? 8.105, chỉ có hàng nghìn và hàng trăm đúng không? Hàng nghìn và hàng trăm và hàng chục hàng đơn vị. Đấy. 805. Đọc là 800 vậy ta viết là 8.000. 8.000 đúng không? Có 105. 105. Đấy. Vậy 8105. Ta biết là 8105, đọc là 8.105. Như vậy hàng chục nghìn không có, hàng nghìn là 8, hàng trăm là 1, hàng chục là 0, hàng đơn vị là 5. Số này gồm có đầy đủ các hàng đúng không? Vậy ta sẽ viết là 70. Như này nhá, 008 đúng không? 008 ta tách ra. Như vậy ở đây ta thấy là 70.000
0.08. Đọc là 70.000. 7 7 nhưng mà 7 nhá. 70.000. 0.08. Bài 3. Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu. Ta thấy mẫu 8.723. Tới hàng nghìn. 8 là 8.000 đúng không? Là hàng nghìn. Đây là hàng nghìn, vậy là 8.000, đọc là 8.000, viết số 8.000 đúng không? 7 là hàng trăm, vậy có 700. 2. Đây là hàng chục là 2, vậy là 20. 3 đơn vị. Như vậy ở đây là ta phải phân tích số thành các tổng các nghìn đúng không? Nghìn trăm chục đơn vị đấy. Chính là bài phân tích số đấy. Đây, tiếp theo ta sẽ viết số. Đây là số đầu tiên là mẫu rồi, số tiếp theo. Số 9.171 thì sẽ bằng, đọc là 9.000 thì biết là 9.000 đúng không? Cộng với lại 100, biết là 100 đúng không? 71, đây là 70, hàng chục là 70, 1 là hàng đơn vị. Đấy. 3.082. 3.000, đọc là 3.000 thì viết là 3.000. 0.000, vậy là không cần viết hàng trăm. Nếu là hàng nào là không thì không cần viết. 0.000 thì không cần viết nữa. 80 thì viết là 80 đúng không? 2 đơn vị. 82, vậy là 80 và 2 đơn vị. 2 đơn vị viết là số 2. 7.006. 7.000, viết số 7.000. 0.000 thì không cần viết. Hàng chục là không, không chục không còn biết. 6 đây là 6 đơn vị, vậy cộng với 6. Tiếp theo ý B. Ý B. Viết theo mẫu. Bài ý A là chúng ta viết phân tích số ra thành các tổng của các nghìn trăm chục đơn vị đúng không? Bài ý B là ngược lại, chúng ta sẽ viết từ cái tổng này người ta cho, chúng ta viết thành số. Vậy là thấy mẫu 900 cộng 9.000 cộng 200 cộng 30 cộng 2 đơn vị bằng 9.232 đúng không? Tiếp theo ta thấy ở đây 7.351. 50 một đơn vị, ta thấy 7.000 là viết số 7 nhá đúng không? Đến hàng trăm là có 3, 300 phải viết là 3, 50 thì viết là 5, 50 là 5, hàng chục là 50 chính là 5, hàng đơn vị là 1, viết 1. Đấy. Đây, ta thấy hàng nghìn, 6.000, vậy là hàng nghìn là 6, 200, vậy hàng trăm là 2, 30 chính là 30, chính là hàng chục sẽ là 3. Đấy. Không có đơn vị nào, chúng ta viết là số 0 ở đây. Và đọc là 6.230. Nếu chúng ta không viết thêm số 0 ở đây, hàng đơn vị là 0 nhưng nó không viết vào đây, thì chúng ta đọc chỉ là 623, thì đọc là 623 thôi đúng không? Mà đây là 6.000 đúng không? Vậy ở đây chúng ta không thấy hàng đơn vị đâu cả, chỉ thấy đến hàng chục thôi, hàng đơn vị không có, chúng ta sẽ viết 0 ở đây. Thì hàng đơn vị sẽ là 0. Hàng nào không có thì hàng đó sẽ là 0. Tiếp theo 6.000, vậy là số 6 đúng không? Hàng nghìn là 6, 200, vậy hàng trăm là 2. Hàng trăm rồi đến hàng chục đúng không? Hàng chục đấy ta không nói mấy chục cả. Vậy như thế, vậy là ở đây không có hàng chục, vậy hàng chục cho ta ghi là không, không có cho ta ghi là không ở đây. 3 là 3 đơn vị. Đấy, đọc là 6.203. Tiếp theo 5.000, hàng nghìn là 5 đúng không? Hàng nghìn rồi đến hàng trăm, hàng trăm ở đây chúng ta không thấy có mấy trăm cả, vậy là hàng trăm là không. Hàng trăm rồi đến hàng chục, không thấy chục nào hết đúng không? Vậy cũng là không. Không chục. 2 đơn vị. Đấy. Đọc là 5.002. Bài 4, tính chu vi các hình sau. Muốn tính chu vi các hình này, ta sẽ cộng tổng độ dài các cạnh của nó với nhau. Ý này, đây là hình tứ giác, ta sẽ cộng tổng độ dài các cạnh với nhau. Còn muốn tính chu vi hình này hình chữ nhật đúng không? Ta nhớ lại cách tính chu vi hình chữ nhật ở lớp 3. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy cộng chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2. Tính chu vi hình vuông.
ta thấy có hai cạnh đúng không? Vậy ta thấy chiều dài cộng với chiều rộng này đúng không? Rồi hai cạnh này nữa chính là chúng ta tổng cộng tổng bốn cạnh đúng không? Vậy là hai cạnh này rồi ta cộng hai cạnh với nhau rồi nhân hai cũng được, hoặc ta thấy lấy một cạnh để nhân với 4 thì chúng ta chu vi của nó. Có nhiều cách tính nhá. Và cái bài này là bài giảm tải, chúng ta không làm thêm thôi.